Vâng, xin chào cả nhà đã trở lại với kênh của Truyền Hữu. Thì hôm nay thì mình đang đóng cái đơn hàng loa bạc tiêu bốc Encore cho khách nha. Khách này là ở tận bên đâu? Campuchia hả? Bên Campuchia. Hiện tại loa Encore đó, thời điểm đầu á các bạn, giá nó rất là cao, 10.500.000. Nhưng bây giờ bên Hữu để giá tầm khoảng luôn ship chắc cần gần 9 triệu thôi các bạn. Tại vì cũng đang giảm giá để mà để cho cái hàng này nó đi, tại vì có 3 loa này thôi, hiện tại còn có 3 loa này thôi. Và mình muốn giống như là xả lỗ luôn đó nha các bạn, tầm gần 9 triệu thôi. Thì Encore này nó có đèn nha, bạc tiêu bốc này chính hãng của JBL. Kèm hai mic không dây, có hiệu ứng hát reverb, có đèn. Đó, thì hiện tại thì đi một loa này thì hiện tại mình sẽ còn có 2 loa nữa thôi. Thì những người anh em nào thích cái kiểu mà cái chất âm mạnh mẽ của bạc tiêu bốc, có đèn nhỏ gọn, công suất này là 100W và có thể hát được, như Hữu đã chia sẻ thì cái loa này á, các bạn có thể thấy những cái clip của những cái người đang sử dụng hiện tại là giống như là Quang Hùng nè, Quang Hùng Master D nè, với lại ông Lê Dương Bảo Lâm đó, xài cái loa này để hát trong những video đó các bạn. Là họ sử dụng loa này nha, tiếng reverb ở mức vừa phải thôi, nhưng mà được cái nó là loa chính hãng của Mỹ đó, nó có đèn, nó nhỏ gọn và các bạn mang đi du lịch, và đặc biệt cái chất âm của nó là mạnh mẽ để các bạn nghe nhạc rất là hay. Thì hôm qua Hữu đã làm một cái video là nên sử dụng loa chính hãng hay loa lắp ráp trong nước hay loa Trung Quốc, Hữu đã nói rất nhiều trong cái quan điểm đó rồi. Thì nhờ những cái chia sẻ đó thì hôm nay thì khách họ đã ủng hộ những cái mẫu loa này nha các bạn ha. Hiện tại chỉ còn số lượng còn có 2 cái nữa thôi. Những người anh em nào quan tâm về mẫu loa chính hãng JBL Encore nha, hiện tại đó còn có 2 cái thôi. Anh em qua shop ủng hộ sản phẩm này, nghe trực tiếp rồi hát thử như thế nào mọi người ha. Thì cái sản phẩm này là đã có người sở hữu rồi các bạn. Thì ngoài việc là mình bán về những cái sản phẩm loa di động này, thì cái công việc của mình cũng là làm về những cái đồ studio, đồ thu âm nè các bạn. Sau cạc micro này các bạn có thể là các bạn có thể thấy đâu đó trên mạng rồi. Thì những cái sản phẩm này hiện tại Hữu đang cung cấp để mọi người có thể mà hát live stream, cũng như là để thu âm podcast dòng hát của mình. Cái chính là các bạn biết gì không? Tạo dựng cái thương hiệu cá nhân để phục vụ cho cái việc là chúng ta bán hàng online, hay là xây dựng cái hình ảnh của chúng ta. Các chủ doanh nghiệp, các anh chị mà muốn đã có cái cơ sở của mình rồi, nhưng mà trên mạng các bạn vẫn chưa có một cái kênh gì đấy để mà xây kênh, thì những cái thiết bị này nó sẽ hỗ trợ các bạn xây kênh để làm video, để làm mic nói chuyện này kia. Thì Hữu chuyên về những cái sản phẩm này nha các bạn nha. Đó, thì ngoài cái việc buôn bán những cái sản phẩm về đồ âm thanh này, thì Hữu cũng rất là đam mê cái về chia sẻ những kiến thức liên quan về xe. Thì đó, anh em đón xem cái video tiếp theo của Hữu ở trên kênh ha. Chia sẻ về cái những cái thiết bị mà Hữu hay xài, rồi những cái mà trải nghiệm của mình trực tiếp với cái chiếc Honda CR-V 2024 của Hữu. Đó, thì hôm nay cảm ơn rất nhiều. Nhắc lại cuối cùng một lần nữa, anh em muốn sử dụng loa chính hãng, những cái mẫu như là JBL, Bose, Electro Void, thì bên mình sẵn sàng có hàng và tư vấn cho các bạn tới nơi tới chốn trước khi các bạn quyết định mua một cái mẫu loa di động chất lượng như thế này nha. Và Encore. Ok, cảm ơn các bạn, nhớ đăng ký kênh Truyền Hữu để đón xem nhiều video clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.